Xin chào các anh chị, tôi là Dược sĩ Đỗ Anh Lợi, đang công tác tại sáng kiến tiếp cận y tế Clinton. Hôm nay tôi xin trình bày với các anh chị chủ đề sử dụng và quản thuốc cho trẻ em. Sau bài trình bày này thì tôi hy vọng các anh chị có thể nắm được một là các nguyên tắc cơ bản trong bảo quản cấp phát và hướng dẫn dùng thuốc cho trẻ. Hai là vận dụng các nguyên tắc trên trong bảo quản cấp phát và hướng dẫn dùng thuốc kháng retrovirus, viết tắt là ARV, thuốc cochimoxarol, viết tắt là CTX và isoniazid, viết tắt là INH, dành cho trẻ nhiễm HIV. Bài trình bày sẽ gồm các nội dung sau: cách chuẩn bị thuốc, cách cho trẻ uống thuốc, làm thế nào để tạo không khí thuận lợi cho việc uống thuốc, xử lý ra sao khi trẻ bị nôn, theo dõi tư vấn về tác dụng phụ của thuốc, cách xử lý khi trẻ quên uống thuốc, và cuối cùng là các nguyên tắc bảo quản thuốc. Trước khi cho trẻ uống thuốc thì việc quan trọng đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị thuốc. Loại thuốc, liều dùng, khoảng cách liều cho bệnh nhân trẻ em thì thay đổi tùy theo lứa tuổi, cân nặng, giai đoạn điều trị và các bệnh đi kèm. Chúng ta cần phải nắm vững phác đồ điều trị và kiểm tra đơn thuốc để đảm bảo các thông tin trên đơn thuốc được chính xác. Các thông tin bao gồm họ tên bệnh nhân, tên thuốc, liều dùng, đường dùng, thời gian dùng thuốc. Ví dụ, thuốc Efavirenz thì chỉ dùng cho trẻ lớn hơn hoặc bằng 3 tuổi hoặc lớn hơn hoặc bằng 10 kg, uống một lần trong ngày và trước khi đi ngủ. Cán bộ cấp phát thuốc thì cần đánh giá cảm quan chất lượng của thuốc, không sử dụng thuốc bị đông vón, ẩm mốc, có màu sắc khác lạ so với ban đầu, và cần kiểm tra kỹ vào hộp thuốc để đảm bảo thuốc còn hạn sử dụng. Thuốc cho trẻ em thì có nhiều dạng báo chế khác nhau, như là viên kết hợp có thể tự giã, hòa tan, chia nhỏ, viên nang, viên nén, siro, bột pha vốn dịch, vân vân. Tùy vào dạng báo chế có sẵn thì cán bộ cấp phát thuốc cần thao tác hoặc là hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cách chuẩn bị thuốc phù hợp. Với viên nén, viên nang uống nguyên viên có kích thước phù hợp thì cần dạy cho trẻ cách nuốt thuốc. Với viên nén, viên nang có kích thước lớn, khó nuốt và có thể chia nhỏ thì chúng ta có thể làm như sau. Có thể nghiền hoặc mở vỏ nang hòa với một chút dịch lỏng như là nước, sữa, sữa chua, nước hoa quả rồi cho trẻ uống. Có thể thêm chất tạo ngọt trộn với một chút thức ăn phụ hoặc làm tê lưỡi trẻ để che giấu thuốc có mùi vị khó chịu. Ví dụ như là thêm siro để giảm vị đắng của agavia. Làm tê lưỡi trẻ bằng một chút sữa chua lạnh để che giấu vị cay của thuốc bột Efavirenz, hay là đặt viên thuốc trong một miếng chuối nhỏ rồi cho trẻ nuốt. Chúng ta lưu ý là không trộn thuốc có mùi vị khó chịu với thức ăn chính vì có thể sẽ khiến trẻ sau đó thì không chịu ăn những thức ăn này. Một số thuốc thì không được pha trộn cùng một số loại thức ăn để tránh các tương tác bất lợi. Chúng ta cần đọc kỹ hướng dẫn trong tờ hướng dẫn sử dụng hoặc là theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Ví dụ như là isoniazid thì không được uống cùng sữa chua hoặc chuối vì có thể tăng tác dụng phụ của isoniazid. Với viên nén, viên nang giải phóng chậm hoặc là một số viên bao phim, ví dụ như là viên lopinavir, ritonavir, thông thường thì trên vỏ hộp thuốc có ghi rõ yêu cầu là không được nghiền, nhai viên nén hoặc mở vỏ nang mà phải nuốt cả viên. Khi không có dạng bào chế hoặc hàm lượng phù hợp cho trẻ em thì ta có thể sử dụng các dạng bào chế dùng cho người lớn như là các viên nén, viên nang có thể chia nhỏ để phân liều cho trẻ. Ví dụ ta cần liều 50mg nevirapine hoặc là 50mg efavirenz, trong khi chúng ta chỉ có sẵn viên nevirapine 200mg hoặc efavirenz 200mg. Chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta nghiền nhỏ một viên nén nevirapine hoặc là tháo một vỏ một viên nang efavirenz, đổ bột vào cốc. Thêm nước vào cốc cho đủ 20ml, khuấy đều để tạo dịch đồng nhất. Dùng xi lanh hút nhanh 5ml và cho trẻ uống và vứt bỏ phần thuốc còn thừa trong cốc. Với viên tự phân rã, ví dụ như viên nén lamivudin, zidovudin, nevirapine hàm lượng 30, 60, 50mg thì nên để viên thuốc tự rã trong một lượng nước tối thiểu, ví dụ như là một thìa nước, và cho trẻ uống hết thìa thuốc. Sau đó thì mới cho trẻ uống thêm khoảng 150ml nước. Với cơ dạng thuốc nước, ví dụ các dung dịch abacavir, lamivudin, zidovudin hay là hỗn dịch nevirapine thì chúng ta lắc kỹ chai thuốc để đảm bảo có được dung dịch hỗn dịch đồng nhất. Sau đó dùng xi lanh để hút chính xác thể tích cần thiết và cho trẻ uống.
bảo quản cái chai thuốc còn lại trong ngăn mát tủ lạnh nếu có điều kiện. Sau khi đã chuẩn bị xong thuốc thì chúng ta cần cho trẻ uống thuốc một cách phù hợp nhất. Với viên nén, viên nang có thể uống nguyên viên thì thực hiện các bước sau. Chuẩn bị nước, thuốc, khăn giấy ăn. Cho trẻ nghiêng đầu ở vị trí dễ luốt. Đưa từng viên thuốc vào phần trong của lưỡi. Cho viên nhỏ nhất trước tiên để cho trẻ quen với việc nuốt thuốc. Và những viên to thì sau cùng. Cho trẻ uống nước để nuốt thuốc. Yêu cầu trẻ há miệng để đảm bảo trẻ đã nuốt. Và làm nhiều lần như vậy cho tới khi trẻ uống hết tất cả các viên thuốc. Với thuốc nước như là dung dịch, hỗn dịch thì chúng ta thực hiện các bước sau. Chuẩn bị thuốc, xi lanh, nước, khăn giấy. Lắc kỹ chai thuốc. Dùng xi lanh để hút chính xác cái thể tích cần thiết. Giữ trẻ ở tư thế phù hợp, thuận tiện cho việc uống thuốc. Bơm từng lượng thuốc nhỏ vào góc miệng trẻ cho tới khi hết thuốc. Lưu ý là không bơm vào giữa miệng trẻ để đảm bảo trẻ có đủ thời gian nuốt và không bị sặc. Cho trẻ tráng miệng bằng nước lọc. Và cuối cùng thì rửa xi lanh dưới vòi nước sạch và bảo quản cho lần sử dụng tiếp theo. Để việc uống thuốc diễn ra trôi chảy thì chúng ta cần tạo không khí thuận lợi cho việc uống thuốc bằng cách giải thích cho trẻ lợi ích của việc uống thuốc. Không nói dối thuốc là kẹo. Để trẻ tham gia vào quá trình uống thuốc. Khen thưởng động viên trẻ. Ví dụ, khen con giỏi quá, con uống gần xong rồi, chỉ cần cố gắng một chút nữa là xong. Và chúng ta cũng cần biết lắng nghe và thuyết phục trẻ khi trẻ không chịu uống thuốc. Để giúp trẻ chủ động tham gia vào quá trình uống thuốc thì ta có thể cho phép trẻ có được một số lựa chọn. Ví dụ như là cho trẻ được quyết định lời uống thuốc, được tự bịt mũi khi uống thuốc có mùi vị khó chịu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần xây dựng tính kỷ luật cho trẻ. Vì vậy, không nên nói những câu như là con có muốn uống thuốc bây giờ không? Mà hãy nói, đã đến giờ uống thuốc rồi. Và không cho trẻ làm việc khác, ví dụ như là xem TV, đi chơi, cho đến khi trẻ uống hết thuốc. Khi trẻ không chịu uống thuốc thì chúng ta cần phải biết xử lý một cách phù hợp nhất. Chúng ta không được cưỡng ép trẻ phải uống thuốc hoặc biến cái việc uống thuốc giống như một hình phạt. Ví dụ như là không được bịt mũi bóp miệng để đưa thuốc vào miệng trẻ. Không nổi giận, la mắng, hù dọa trẻ. Mà cần tạm nghỉ một lúc, sau đó thì quay lại thuyết phục trẻ tiếp tục uống thuốc. Ta có thể nhờ người có uy tín với trẻ động viên thuyết phục trẻ uống thuốc. Ví dụ như là ông bà, bác sĩ. Chúng ta cũng có thể chia sẻ với cán bộ tư vấn để tìm giải pháp khắc phục. Hoặc là để trẻ tự nói chuyện với cán bộ tư vấn để tìm hiểu những khó khăn của trẻ khi uống thuốc, nhằm tìm ra cái cách xử lý phù hợp nhất. Bệnh nhân trẻ em khi uống thuốc thì thường hay bị nôn. Thì tùy thuộc vào dạng thuốc nước, thuốc bột hay thuốc viên và thời gian nôn sau khi uống, cũng như là thông qua quan sát chất nôn, thì người cho uống thuốc sẽ thông báo với bác sĩ điều trị để bác sĩ đưa ra cái quyết định xử lý phù hợp nhất. Thông thường thì nếu còn nguyên viên thuốc trong dịch nôn thì cần cho trẻ uống thuốc lại nguyên liều sau khi đã ngừng nôn khoảng 30 phút. Nếu nôn nhiều trong vòng 30 phút sau khi uống thuốc nước hoặc là khoảng 1 tiếng đối với thuốc viên, và nếu thấy có một phần thuốc trong dịch nôn thì cần cân nhắc cho uống liều bổ sung sau khi đã ngừng nôn khoảng 30 phút. Nếu nôn sau 30 phút từ khi uống thuốc nước hoặc là 1 tiếng đối với thuốc viên và không thấy có thuốc trong dịch nôn thì không cần uống lại thuốc hay là uống bổ sung. Sau khi cho trẻ uống thuốc thì một hoạt động quan trọng khác là cần theo dõi và tư vấn về tác dụng phụ của thuốc cho trẻ cũng như là người chăm sóc trẻ. Một số bệnh nhân trẻ em thì có thể gặp một số tác dụng phụ khác nhau của thuốc, đặc biệt là với các thuốc ARV, ví dụ như sốt nhẹ hay gặp với thuốc Abacavir, đau đầu hay gặp với Abacavir Ridovudine, nôn buồn nôn hay gặp với Abacavir Ridovudine Tenofovir hoặc Cotrimoxazone, mệt mỏi hay gặp với Abacavir Ridovudine, tiêu chảy hay gặp với Abacavir, Tenofovir, Lopinavir, Ritonavir, phát ban hay gặp với Nevirapine, Efavirenz, hoặc là ác mộng thì hay gặp với Efavirenz. Các tác dụng phụ này thì dẫn tới cái việc giảm tuân thủ uống thuốc của trẻ. Tuy nhiên thì phần lớn các tác dụng phụ sẽ giảm dần sau một thời gian điều trị. Người cho uống thuốc cần quan sát trẻ và hỏi người chăm sóc.
để phát hiện, giải thích về tác dụng phụ. Và cũng có thể hướng dẫn trẻ thay đổi chế độ sinh hoạt ăn uống để hạn chế những tác dụng phụ này, hoặc là thông báo cho bác sĩ điều trị. Bác sĩ điều trị có thể bổ sung một số thuốc để làm giảm tác dụng phụ, thay thế bằng thuốc khác hoặc là ngừng điều trị nếu tác dụng phụ nghiêm trọng và không thể khắc phục được. Tuân thủ dùng đủ các liều thuốc là bắt buộc để đạt được hiệu quả điều trị. Đặc biệt là trong điều trị HIV/AIDS thì dùng thuốc đạt tối thiểu 95% số liều thì mới có khả năng ức chế tối đa HIV. Tuy nhiên có một thực tế là bệnh nhân trẻ em thì thường hay quên uống thuốc. Nếu trẻ quên uống thuốc, cần nhắc trẻ uống ngay liều thuốc vừa quên ngay khi phát hiện ra, sau đó xác định thời gian uống liều kế tiếp. Nếu thời gian đến liều kế tiếp còn trên 4 tiếng thì uống liều kế tiếp vào đúng thời gian theo lịch thường lệ. Nếu thời gian đến liều kế tiếp còn dưới 4 tiếng thì không được uống liều kế tiếp theo lịch thường lệ mà phải đợi trên 4 tiếng mới được uống. Nếu quên hơn 2 liều trong 1 tuần, phải báo cho bác sĩ điều trị để được hướng dẫn. Ví dụ, trẻ dùng thuốc Abacavir ngày 2 lần vào 8 giờ sáng và 8 giờ tối. Vào lúc 5 giờ chiều, phát hiện thấy trẻ quên uống liều thuốc của buổi sáng. Cần cho uống ngay liều thuốc đó, sau đó phải đợi đến ít nhất 9 giờ tối mới được uống liều buổi tối. Để đảm bảo thuốc luôn có chất lượng tốt nhất thì thuốc cần phải được bảo quản phù hợp. Vì thế cán bộ dược cần nắm vững và tuân thủ các điều kiện bảo quản ghi trên nhãn thuốc với các quy định cụ thể như sau. Về nhiệt độ. Nhiệt độ trong kho đông lạnh thì không vượt quá âm 10 độ C. Nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh thì trong khoảng 2-8 độ C. Áp dụng cho dung dịch Lopinavir, Ritonavir. Nhiệt độ trong kho lạnh thì không vượt quá 8 độ C. Nhiệt độ trong kho mát thì trong khoảng 8-15 độ C. Nhiệt độ phòng từ 15-25 độ C. Đôi khi có thể cho phép đến 30 độ C. Mức nhiệt độ này thì áp dụng cho hầu hết các thuốc ARV, thuốc cochimoxazole hay là thuốc isoniazid. Về độ ẩm thì độ ẩm tương đối không được quá 70%. Và chúng ta luôn lưu ý là không được để ánh sáng trực tiếp gay gắt chiếu vào thuốc. Nếu cấp phát thuốc cho trẻ sử dụng tại nhà thì cần hướng dẫn người chăm sóc trẻ cách bảo quản thuốc phù hợp. Cụ thể như sau. Với các thuốc chỉ cần bảo quản ở điều kiện thường thì để thuốc trong tủ thuốc, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh xa tầm với của trẻ. Với thuốc cần bảo quản mát như dung dịch Lopinavir, Ritonavir hoặc các chai dung dịch thuốc đã mở nắp như là Abacavir, Lamivudin, Ridovudin hay là hỗn dịch Nevirapine thì cần để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là trong các thiết bị làm lạnh tự tạo tại nhà như là chậu nước, bình đá, tùy theo điều kiện của gia đình. Việc nắm vững và thực hành đúng các nguyên tắc trong bảo quản, cấp phát và hướng dẫn dùng thuốc thì góp phần quan trọng vào thành công của quá trình phòng điều trị bệnh nói chung, cũng như là phòng điều trị trẻ nhiễm HIV nói riêng. Tôi hy vọng các thông tin trong bài trình bày này có thể đáp ứng nhu cầu trên của các anh chị. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chào các anh chị.